Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi các bạn. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường cùng toàn thể các vị khán giả. Em tên là Phạm Đức Hoàng, năm nay em 25 tuổi, quê quán ở Quảng Ngãi, hiện công tác và sinh sống thành phố Hồ Chí Minh. Em làm gì Hoàng? Dạ, ở ngành quản lý đô thị. Rồi, xin mời bạn gái. Rồi, dạ, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả, chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Rồi, em tên là gì? Dạ, em tên là Lưu Tiết Ngân, năm nay 24 tuổi. Em làm ở công ty mẹ và bé, đang có kinh doanh thêm một quán kem bơm. Ồ, quê em ở đâu? Dạ, em ở Sài Thành. Rồi, chúc em mua may bán đắt nha. Yên tâm đi, em làm kem bơ đúng không? Dạ. Có khách hàng thường xuyên ngồi bên đây rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em thích hát, em thường hay giúp đỡ mọi người. Vậy là tốt rồi, có điểm yếu gì không? Có nhược điểm gì không? Dạ có nhiều. Như là hay quên. Hay quên. Thường thì công ty em á thì có một cái chỗ gửi xe riêng. Rồi mà bữa đó thì em gửi xe để trước công ty luôn. Cái cũng như thói quen bình thường, mình chạy ra, mình nhìn trời, lúc đó trời đang mưa nữa. Mà em đứng em nhìn trời xong nói trời ơi trời mưa gió vậy. Rồi mình hả rồi để xe ở bên chỗ giữ xe nữa. Cực khổ quá, xong rồi cũng bang qua bên chỗ giữ xe. Xong đứng kiếm, sao xe mình chỗ này đâu rồi. Kiếm một hồi xong, mệt quá. Bắt đầu hả, hỏi cái anh giữ xe. Bắt đầu nguyên mấy người đi kiếm mà không có. Bắt đầu ngồi khóc xong, nhớ ra. Mình để xe ở công ty. Em cũng hay lắm. Chừng ngày mà em làm những dài chặt vậy thôi là coi như khỏi làm ăn vậy luôn đó em. Nếu như mà em bán kem bơ mà quên tính tiền mới nói. Quên tính nguyên ngày rồi biết em rồi từ đó quên nhớ luôn cho coi. Mà bạn Nam, ưu khuyết điểm em là gì? Về cái cách làm việc của em thì làm đến đâu là mình dứt điểm cho đến đó. Sạch đến đó. Quản lý đô thị mà đi đến đâu là dọn đến đó. Miễn sao sạch đường phố được rồi đúng không? Dạ không, cái này là cái công việc của mình. Đúng mình rồi, đến nơi mình chốn dọn mà. Dẹp để trật tự đường phố cho tốt, dạ. Cho nó đẹp thôi ha. Dạ. Rồi khuyết điểm là gì? Dạ còn khuyết điểm của em thì do cái cơ địa của em thì xương nó to cho nên nhìn nó hơi mập. Không, cũng không mập gì lắm đâu. Nói chung là ăn kem bơ vẫn còn được. Hả? Dạ. Mà giờ cuối cùng là do xương to hay là do mập? Dạ cái này là cũng xương to, chỉ một phần xương to. Dạ. Rồi sở thích của em là gì? Dạ sở thích của em là thích đi xem phim. Xem phim. Có hay xem phim một mình anh? Có hay quên không? Dạ em cũng không có hay quên. Không hay quên, yên tâm lo cho bạn bên kia được. Dạ. Đúng rồi, tại vì em hỏi bạn em là giờ làm sao để chữa cái bệnh hay quên đi. Bạn em nói là giờ có bồ. Có bồ đi, bồ nó nhớ giùm mày. Đúng rồi, bồ nhắc nhở đúng không? Rồi thì tình trường thì sao? Mấy mối tình rồi em? Em không nhớ nữa chị. Cái gì? Mấy mối tình mà không nhớ nè, nhiều lắm hả? Dạ không phải là tại vì em hay quên á cho nên. Mối tình mà cũng quên luôn hả em? Đừng, tình duyên nó chắc chở lắm. Thôi giờ hỏi gì cho nó gọn. Để anh qua anh coi cô nào mà quên dữ vậy. Trời ơi, bồ mà quên luôn. Mà. Giờ anh hỏi em có nhớ nụ hôn nào chưa? Dạ có, dạ có. Có vậy là có mối tình. Dạ. Thôi vậy được rồi, không cần nhớ mối tình cũng được. Dễ thương mà. Ha. Em có mối tình nào chưa? Dạ có rồi. Có thấy chưa, bên đây nhớ. Mai mốt về nhớ giùm bên kia nha. Dạ. Mấy mối tình? Dạ hai. Yêu mấy năm? Dạ cũng là một mối quan hệ tìm hiểu khoảng vài tháng rồi thôi. Có hôn chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Cái gì? Có mối tình mà chưa hôn? Chưa có hôn. Bữa nay không nhớ mối tình thiệt mà có hôn. Dạ thiệt anh. Có nắm tay chưa? Dạ nắm tay rồi, có rồi. Dạ. Có cảm giác gì không? Cũng phiêu phiêu quá anh. Nắm tay con trai thấy sao? Dạ thấy ghê. Không? Cái gì? Thấy ghê, nắm tay con trai thấy ghê là được rồi. Tôi kiểm tra chút xíu được rồi. Nói tóm lại là hai bên đây rất là nghịch lý với nhau ha. Bên kia không nhớ mối tình nào mà có hôn. Bên đây là nhớ hai mối tình chưa có hôn. Giống như là người ta hung lén hung má mình vậy đó. Là coi như là mới bị hung lén thôi. Em muốn kiếm một người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn kiếm một người bạn trai trưởng thành, chín chắn, tinh tế, biết quan tâm chăm sóc em là được. Trưởng ngoài thành hình là sao em? Tức là vậy thì thành công á hả? Giống như tính em cười hơi con nít á. Cho nên anh ấy lúc mà cũng hơi nghiêm nghiêm nhưng mà cũng phải vui nữa. Coi như biết dừng lại đúng lúc, đúng dạ, không? Đúng rồi. Rồi những nhưng người mà làm công tác quản lý đô thị thì phải nói là rất là nghiêm khắc ha. Công việc là công việc mà cuộc sống là cuộc sống, yên tâm. Anh này trưởng thành rồi đó. Có hình mẫu lý tưởng không? Mẫu lý tưởng của em như là Âu Dương Chứng Qua. Là em thích hói phải không? Để chị qua chị coi. Đúng không cưng? Không, nhìn người nhìn phúc hậu vậy đó chị. Vậy là được rồi, em là đoạt chuẩn rồi đó. Dạ. Hợp lý rồi đó. Rồi chiều cao, cân nặng, mắt, mũi, miệng gì không? Dạ chiều cao khoảng 1m65. Rồi được. Mắt thì đôi mắt phải là
to tròn, lông mi dài cong vút. Lông mi dài cong vút luôn hả? Để mượn mắt một câu gắn qua. Rồi có cái điều gì em ghét nhất ở người đàn ông không? Chạy xe á chị, chạy xe đừng có chậm quá. Ủa sao vậy, chạy chậm cho nó an toàn em? Chạy chậm quá em rất là nóng, họ biết sao nó nóng á. Là em muốn đua xe hay sao? Chạy hơi nhanh một chút nhưng mà phải chắc tay lái. Dạ đừng có cày giật. Rồi phải tay lái lụa đó mới được. Tâm bạn này ngồi xe không có giật đâu em. Nhưng mà bạn này chở em là đúng là em đi nóng thiệt. Tại vì gió nó không có bay ra đằng sau được đâu, yên tâm đi. Hết chưa? Dạ hết rồi. Hết rồi phải không? Em dạ. Em thích người bạn gái hay sao em? Cái mẫu người lý tưởng của em là nữ thì cao chỉ 1m55. Rồi, chuẩn. Ngoại hình thì cân đối. Ừ, chuẩn luôn. Mập mập chút xíu em cũng thích nữa. Rồi, dạ. Có da có thịt. Dạ, có tóc dài. Tóc dài, có dài luôn. Trời ơi, đủ hết bên đây coi như bao luôn đó, còn gì nữa không? Dạ, đôi mắt đẹp rồi. Đẹp luôn. Có điều gì em không thích ở người bạn gái không? Khi mà mình làm sai một cái gì đó, nếu như mà nhắc nhở rồi thì thôi, cứ mỗi lần giận là đem lo cái chuyện cũ ra nói. Môi chuyện cũ, bơi móc chuyện cũ ra nói. Không có môi móc đâu vậy, nói xong quên mất tiêu luôn, không môi được đâu. Ủa mà chị hỏi nhẹ một câu là em vậy là to xương chứ không phải mập hả? Nó cũng một phần chị, một phần to xương mà cũng một phần mập. Dạ. Chị sẽ có thêm cái khái niệm mới về to xương chứ không phải mập. Được, hợp lý rồi đó. Hợp lý, anh thấy cô gái bên kia mặc dù có chút hay quên nhưng mà dễ thương lắm. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi. Em trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ, dì và các người bạn của em. Có mẹ nữa hả? Dạ chào cô. Dạ con chào cô. Xin chào MC Quyền Linh với bà mối Cát Tường. Dạ. Theo hồi nãy vừa dùm thì thấy cô gái bên đây cũng dễ thương, nói chuyện cũng hiền, mẹ cũng thích. Cô có dặn dò gì với con dâu tương lai của mình không? Run quá. Cô bình thường con trai cô có tật xấu gì mà nãy giờ chưa có khai ra không cô? Có ha cô, gì vậy cô? Con trai có hút thuốc á. Trời ơi, đúng rồi, em không nghe được mùi thuốc chị ơi. Con trai có hút thuốc mà con trai nói hả, kêu bỏ đi, kêu phải con hỉ con có bồ là con bỏ. Đó dạ. Nhiệm vụ em làm sao cho bạn trai bỏ hút thuốc nghe không? Dạ đúng rồi, con sẽ hứa với cô. Tại vì nếu mà con nghe mùi thuốc là con chết mất. Con chết. Vậy hả? Vậy mà hồi nãy tôi hỏi có cái gì không thích ở bạn trai không thì không nói. Em quên. Quên. Em lại quên. Em thích nghe quên. Cảm ơn cô nhiều. Rồi vậy em gái bên đây đi với ai nè? Dạ em đi với mẹ. Mẹ con em. Chào cô. Xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường. Dạ. Con tôi thì gái cưng, tôi cưng lắm. Tôi có hai đứa thôi. Hiện giờ cho hai đứa nó lên tìm hiểu, tùy theo hai đứa. Rồi, cảm ơn cô ạ. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ mở cửa trái tim cho hai bên gặp mặt với nhau. Mở cửa rào. Đó. Anh có món quà tặng em. Dạ, con em cừu cũng có hả? Món quà tặng. Cảm ơn em. Đến với chương trình thì anh cũng có một bài hát muốn tặng cho em. Anh hát. Theo em anh thì về, theo em anh thì về, thăm lại miền quê, nơi có một chiến đê, có hàng tre dù khi chiều về. Ơi quê ta bên Đà bên Đung, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngon, nơi tuổi thơ ta trải qua đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta giàu sương dãi nắng, phiên chợ nghèo liều tranh mãi xiêu, kỳ dáng ai như giang mẹ, giang chị tôi. Hay quá. Rất là ngọt ngào. Rất vàng ha. Rồi, mời em gái. Dạ, anh hát ghê, xong rồi em hát bài nhận anh lại. Đừng nói xong rồi quên bài hát đi. Ngô kỳ thời, con kiến nó leo cây. Nam mô nhi bố phụ, hữu duyên mà thiên lý ngộ. Nam mô nhi bố phà, ruộng xa anh gieo dính. Giang biệm biệp nó kêu nước lên ra duyên anh cưới em. Hay quá.
cặp này hợp rồi nhá. Được, được. Về quan niệm tình yêu của em là như thế nào? Em mong tình yêu thì phải biết chia sẻ, quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Cho dù không có thể gặp thường xuyên thì cũng phải, nói chung là cũng phải có những cái tin nhắn gì đó hỏi han nhau mỗi ngày. Về cái quan niệm tình yêu của anh cũng vậy, cũng là chung thủy, tha thứ, quan tâm chăm sóc và chia sẻ. Anh sẽ hứa là mỗi ngày anh sẽ nhắn tin cho em. Nếu như thật sự mà nhớ em thì anh sẽ chạy qua. Một ngày mà anh không qua là coi như quên luôn. Vô cái vụ hút thuốc đi em, mãi hứa với má đúng rồi, ta. Anh không được hút thuốc nữa nha. Sau cái buổi gặp mặt này thì thấy giờ anh sẽ hạn chế và có thể là bỏ dần luôn, bỏ hết luôn. Dạ. Anh thì anh cảm thấy em rất là dễ thương, về tính tình thì cũng rất là tốt. Em hơi khùng khùng chút, anh có chịu anh thì tính anh, hơi trẻ con á. Anh thì anh rất thích trẻ con, nhiều lúc anh cũng nhây cũng lầy lắm. Đứa khùng đứa lầy về nhà chắc vui lắm á. Mà em cảm nhận anh là rất là giống Âu Dương Trấn Quang. Trời đất, anh không có hói đâu. Vậy là trúng cái mẫu người lý tưởng người ta rồi đó. Người ta nói câu đó ý là người ta khen mình đó. Bây giờ thì cái cảm nhận của em hiện tại thì rất là vui vì có thể là gặp một bạn gái xinh xắn như vậy. Rất cảm ơn chương trình và gia đình đã tạo điều kiện cho em và bạn gái gặp mặt nhau. Ở quê anh có trái cây, có rừng trái cây không? Tại vì em rất là thích. Ở quê anh thì nói chung là về vườn trái cây thì cũng có, nhưng mà chủ yếu nổi tiếng nhất là tỏi Lý Sơn thôi chứ không có gì hết. Có tỏi à... Ta đòi ăn trái cây mà ổng chuyển qua tỏi luôn. Dạ. Cái về cái kế hoạch mà hẹn hò thì có thể là một tuần hai hoặc ba lần. Ví dụ như rảnh thì mình sẽ, nếu như mà em có thời gian rảnh và anh cũng vậy thì chúng mình sẽ gặp nhau. Dạ. Rồi đến lúc đó thì sẽ bàn ra những cái về những cái địa điểm mà mình sẽ đi. Anh thì anh cũng rất biết nhiều cái địa điểm ăn vặt cho thành phố này. Và có thể nói là anh là Google của thành phố này. Thì cái đường này anh cũng biết. Chỗ ăn nó rành lắm đó. Dạ đúng rồi, em nhìn là em biết rồi. Chạy xe nhanh chậm. Dạ đúng rồi, anh chạy xe nhanh hay chậm anh? Khi mà anh chạy bình thường thì cũng chạy đúng tốc độ quy định thôi. Còn nếu chở em thì anh có thể chạy chậm hơn. Dạ, người ta muốn chạy nhanh, chạy nhanh đúng không? Ông này ông không có nghe người ta chia sẻ. Dạ không, em có nghe chị, nhưng mà mình phải đảm bảo cái an toàn cho bạn gái. Nói chung là chạy sao cho có gió cho nó mát. Chạy chậm trời, nó nóng lắm. Trời, nó có chạy nhanh thì cũng đâu có gió nổi tới em đâu. Em có muốn làm dâu không hay là muốn ở riêng? Nếu mà làm dâu thì cũng bình thường. Tại vì em nghĩ là thời buổi nay thì chắc mẹ chồng cũng dễ. Nếu mà mẹ chồng không thích thì mình cũng sẽ dùng hết tâm tư tình cảm của mình dành cho mẹ chồng, thì mẹ chồng cũng sẽ cảm động thôi. Thời gian cũng sẽ cảm động thôi. Vậy anh hỏi em thêm một vấn đề nữa là bên mình có bắt rễ không? Dạ má em thì rất là thích bắt rễ. Má em cứ kêu về ở ba trên. Má anh thì kêu mày đi đi rồi tao cho tiền mày đi luôn. Trời ơi. Này chắc phải hỏi hai bà xu ở dưới có bên chịu bắt rễ không, còn bên là cho nhiều. Cái con đó thì anh tặng cho em chỉ là con bò thôi. Nó có thể là con bò mà cũng con cừu, anh không biết con gì. Anh cũng... Ủa tự nhiên tặng em con bò vậy? Không phải, tại vì nó có một cái ý nghĩa như thế này mà anh tặng em là anh bây giờ mới nói. Sau này anh sẽ cố gắng làm việc thật là chăm chỉ để chăm lo cho tương lai của chúng ta. Giống như con bò. À... Anh có nguyện cùng ở bên em lúc ông đào bệnh sen giàu hay nghèo khó, khi khỏe mạnh hay ốm đau, cũng như là lúc xinh đẹp hay không được đẹp không anh? Này trong phim á, Âu Dương Chấn Hoa nói với cái cô kìa. Anh bằng lòng. Trời ơi. Cái là giống làm lễ nhà thờ vậy đó. Rồi, để tao đúc bóng đi em. Quyết định hay không là do các bạn. Trong 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi. Nắm tay nhau đi. Và bây giờ thì một nụ hôn chính thức. Dạ thưa cô, cho con xin hôn mẹ. Đó. Má cho rồi, má gật đầu rồi. Nhớ nụ hôn này nhớ không? Là người hiền lành, tính sống đơn giản, tiết kiệm, thích lo, chăm sóc, tặng quà người khác, thích ở cùng với gia đình. Sở thích nữa là thích mèo, thích hoa. Thích mèo. Dạ.
Thích mèo, thích hoa. Là ở nhà có nuôi mèo, trồng hoa rồi nhiều không? Dạ không, có nuôi mèo, không có trồng hoa, nhưng mà em thích hai thứ đó ạ. À. Rồi, hồi nãy con nói là thích tặng quà là như thế nào em? Là em thích tặng quà cho người khác. Ừ, là đã từng tặng những món quà gì rồi? À, ví dụ như là tặng tặng sô-cô-la nè, tặng đồ ăn nè, tặng bánh, tặng kẹo, tặng quà qua thôi ạ. À. Dạ. Đó là tặng cho bạn trai thôi hả? Không, 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 tặng cho khác mà cho đồng nghiệp. Ừ, ok rồi, em trước giờ là tình trường của mình thì như thế nào rồi? À, em chưa quen ai ạ. À? Chưa quen ai, lý do dạ. Sao? Không có ai hết ạ. À. Ủa là sao em đi làm, em cũng tiếp xúc với nhiều người mà. Không, không, đi làm cũng tại làm mấy môi trường toàn nữ không ạ, tập đêm lắm. À, khách cũng phòng ấy mình cũng không là không có gặp ai. Là hồi giờ là còn trong trắng trên nguyên luôn đó hả? Dạ. Là đã biết cảm giác nắm tay hay là hôn một người khác phái như thế nào chưa? Chưa ạ. Chưa luôn. Rồi là dạ. Em xem phim ảnh rồi này kia các thứ thì em thấy như vậy thì em có cái cảm xúc gì không trong người không? Không có coi phim, em cũng không có coi phim gì hết. Vậy em chỉ có làm về nhà đi học rồi nhiều lúc coi chương trình mèo, coi chương trình hoa nấu ăn thôi chứ không có coi phim. Trời ơi, rồi là bây giờ sao lại muốn đi tìm bạn trai? Bây giờ sao lại đi tìm đăng ký tham gia chương trình? Dạ, tại vì em giờ em đang muốn có bạn trai. Vậy đó hả? Dạ. Chưa biết yêu anh, mà khi nào em cảm thấy là em bị thiệt thòi hơn so với các bạn khác không? Ai người ta cũng có người yêu này kia các thứ quan tâm tóc, mình thì không có ai. Thôi em cũng bình thường, nói chung cũng cảm thấy bình thường không có gì hết ạ. Ừ, vậy đó hả? Dạ. Ờ. Rồi ok, bây giờ em mong muốn tìm một cái người như thế nào? À, mong muốn thì em tìm một người kiểu cũng phải hiện tại như em. Biết chừng chị như em, tại thấy em cũng hiền. À, với cả người tùy sinh năng em làm. À, và thêm một điểm nữa là sống thành bạn trong sạch. Không bậy bạ, không có đàn đứng, không có làm chuyện trong tứ đổ thường. Sống lành mạnh, không bậy bạ hả? Ví dụ lâu lâu anh đi karaoke ôm, đi đi ôm chút có được không? Trước đó thì không biết là quen em thì không nên ạ. À, chuyện quá khứ là không không quan trọng đúng không? Chuyện quá khứ thì không quan tâm, mà trước khi mà sống quen em thì nên bỏ mấy thứ đó đi ạ. À. Không dính chung tứ đổ thường, phải sống lành mạnh trong sạch. Lành mạnh trong sạch, đúng theo năm điều bác nuôi dạy hả? Không biết, nhưng mà nói chung thì cũng phải biết một chút, nhưng mà nói chung thì sau khi quen em thì cũng đừng có nên dính mấy thứ đó. Rồi, bạn này giống như là nghe cái kiểu mà nghiêm túc hả? Một là phải yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Hai là học tập tốt, hoạt động tốt. Ba từ kiểu vậy đó. Rồi, chị hỏi nè dạ. Tư, ví dụ như là em quen người ta. Rồi bây giờ ví dụ như là người ta muốn hẹn hò rủ em đi chơi xa thì bao lâu em mới chịu đi với người ta? Đi chơi xa thì dù quê em thì được hả? Vì chỗ khác chứ không được đâu ạ. Ba ví dụ ta đi Vũng Tàu, ta đi đêm ở đêm rồi mai về, em đi Đà Lạt rồi được không? Thì cũng được, nhưng mà chắc phải về ra mắt gia đình em, các thứ rồi mới đi được ạ. À, là phải dẫn về ra mắt ba mẹ chịu ưng rồi mới đi chơi xa riêng được đúng không? Dạ. Ủa vậy là chơi xa là ở chung phòng hay là khác phòng em? Khác ạ. Đi cả hai người rồi là tự nhiên cái ở khác phòng như vậy thì là bút một phòng hai giường được không? Không biết cái đó để tính, chứ bây giờ bút hai giường tối quen mà không được đâu ạ. Chứ em để ảnh ngủ một mình rồi biết tối ổng có ngủ với ai không, nguy hiểm em. Bồ mình rồi mà, lúc đó là đã xác định rồi về gia đình em rồi mà, không được hả? Không thì về quê em mà quê em ở Phú Yên thì cũng phải đi chơi xa vậy. Ừ. Giờ anh rủ em mà em không đi cái anh buồn, anh giận, anh chán, anh chia tay em luôn. Rồi em có chịu vậy không hay sao? Mặc dù em rất là thương anh đó. Chịu luôn hả? Mặc dù em rất thương người ta. Dạ. Là dạ. Chỉ gì là người ta rủ đi chơi xa không chịu đi mà chia tay người ta đó hả? Thì cũng có thể thương lượng, ví dụ như là thay vì đi Vũng Tàu Đà Lạt về quê em, mà quê em thì không có chỗ đi lắm, lại về quê em tiếp xúc với bố mẹ em, coi thử cách ảnh cư xử với bố mẹ như thế nào.
lại ở trong nhà em. Rồi ở quê là bố mẹ có dặn là phải vô Sài Gòn phải quen ai hay phải giữ như thế nào không? Dạ không. Là vẫn để cho em chọn anh này mình tự chăm chọn sao chọn này. Rồi ok, còn gì nữa không Thư? Em có tài lẻ hay năng khiếu gì không Thư? Năng khiếu tài lẻ thì cũng không có à. Ca hát đồ được không? Dạ không ạ. Hát nhạc tiếng Anh đồ được không? Hoặc là nói thử một đoạn tiếng Anh chị nghe rồi. Dạ thôi ạ. Đâu thôi, trời ơi, cái này là công việc của em làm hàng ngày mà. Em dịch viết chứ em không dịch nói ạ. À, là chỉ dịch viết thôi đó hả? Dạ. Phải môn dịch viết, phải môn tôi rớt á. Vậy là dữ dội lắm nè. Ngữ pháp mà dữ dằn lắm đúng không em? Dạ cũng bình thường. Không, vậy giờ em viết ra một bài nữa, bữa đó em lên em nói được không? Dạ cũng được. Ờ, được mà. Học thuộc lên nói. Rồi ok Thư ha, chị thấy là cũng có cái sự chủ động để chia sẻ. Nếu mà em được chọn á thì là sẽ có biên tập á, sẽ trao đổi kỹ với em hơn ha, để biết được cái mình mong muốn như thế nào, cụ thể nó ra làm sao, về vùng miền quê hay kia, tất cả các tiêu chí luôn ha Thư ha. Rồi là ví dụ như mình phải đưa vô những cái tiêu chí như là quen em là không được đi chơi xa, muốn đi chơi là phải về quê phú yên của em chẳng hạn vậy, có ba mẹ giám sát chẳng hạn vậy đó. Những cái tiêu chí đó là cụ thể với chị luôn nha. Rồi ok, cảm ơn Thư ha. Thì có gì có thông tin thì chương trình sẽ liên lạc với em nha. Dạ cảm ơn hai chị ạ. Dạ chị ơi, mình phỏng vấn xong rồi á, mình bấm nút nhỏ rời cuộc gọi giúp em nha, em cảm ơn ạ. Dạ. Dạ. Chị tên là gì, đang làm công việc gì, đến từ đâu nhá? Dạ cảm ơn chị. Chị tên là Nguyễn Ánh Loan, chị sinh năm 1986. Chị đang hiện tại chị đang quê của chị thì Bà Rịa Vũng Tàu, hiện tại chị đang làm việc và sống ở quận 9 Thủ Đức. Chị đang làm nhân viên văn phòng với thêm bán hàng online. Và nhân viên văn phòng là chị làm về mảng gì, lĩnh vực gì nhỉ? Chị làm bên lĩnh vực sổ sách giấy tờ, admin của bộ phận á. Admin bộ phận gì chị? Công ty của chị là công ty gì? Chị làm một công ty điện tử ở khu công nghệ cao á chị. Chị làm admin của bộ phận chất lượng. Dạ ok. Chị có điểm mạnh điểm yếu như thế nào? Chị là một cô gái như thế nào chị? Điểm mạnh của chị thì vui vẻ hòa đồng với lại nhiệt tình với mọi người trong công việc. Còn điểm yếu á thì giống như chị cũng hơi nóng tính, tại vì chị thẳng tính quá đó, nhiều khi nó cũng là một cái lợi thế, nhưng mà nhiều khi nó cũng là một cái yếu của mình á. Chị nóng tính thì chị sẽ làm những cái gì, thì chị sẽ có những cái phản ứng, cái hành động như nào ạ? Ví dụ như mà người đó chị quen đi mà chị sợ khiêu khích với người ta á, thì nói chung là chị không muốn nói, chị im lặng. Thì giống như là một cái sự việc đó giống như mình thái độ á, thì mình im lặng mình không nói gì thôi. Nhưng mà ví dụ như những cái khác á, mình có thể là nói luôn, giống như nói thẳng ra cái quan điểm của mình vậy đó. Rồi thôi, chứ cũng không có để bụng gì hết. Rồi thế là trong những câu chuyện tình yêu á thì chị nóng tính, chị có im lặng bỏ đi không? Trong chuyện tình cảm á hả, ví dụ như là cái điều gì chị không thích đi thì ngay lúc đó chị sẽ không nói, nhưng mà khi mà đối phương á thì chị cũng sẽ đến một cái thời điểm giống như là một hai hôm sau đi thì chị sẽ nói cho người đó biết. Nhưng mà đa số thì trong tình cảm thì không có chuyện mà giận hờn hay là vấn đề đó xảy ra giống như là giận dai á, giận lâu á, hay là như thế nào đó, giống như là mọi cái nó đều có hướng giải quyết. Tại vì một khi mà giống như chị không nói á thì bạn trai cũng đã biết rồi, và giống như là nhiều khi chị cũng suy nghĩ là mình, chị cũng nhìn nhận lại là mình có sai hay không, không sai. Nhưng mà mình sai á thì mình sẽ mở lời trước, như là coi như cái chuyện mà không vui đó nó sẽ không có gì hết.
Chị đã từng trải qua những câu chuyện tình yêu như nào, tình trường của chị như nào ạ? Chị hả? Nếu mà tính ra thì chị quen chính thức là hai người. Nói chung là lúc chị nghĩ là chị học rồi chị vừa, tại vì chị vừa học vừa làm á, nên là chị nghĩ lúc đó là chị vừa không quen ai, tại vì có rất nhiều mối quan hệ nhưng mà chị không có, chỉ lo học lo làm thôi chứ không có những bận gì. Chị nghĩ rằng là khi mình quen một người nào đó thì mình xác định với người đó luôn, rồi tiến tới luôn. Rồi lúc 2016 chị mới bắt đầu quen chính thức một người, chị biết nhau cũng 3 năm rồi, rồi lúc đó mới quen. Thì anh cũng rất là tốt, rất là quan tâm lo lắng. Nhưng mà chị mới phát hiện ra là anh trước đó là có bạn gái chia tay rồi, quen chị thì sau quá quen chị đó, bạn gái cũng không quan tâm ảnh á, rồi giống như không có thức chứng khác rõ ràng á. Khi chị biết được rồi á thì chị với anh cũng ngồi lại nói chuyện cho rõ ràng với nhau. Anh mới nói là tại anh chỉ muốn chia thôi, chết hết pin này lên 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 hỏi thăm gì thôi đó, nhưng mà người ta cứ quan tâm anh quá. Còn như chị thấy là cô gái kia thương anh quá đó, xong rồi chị là người từ bỏ, chị mới là như chị im lặng, xong rồi mới quan hệ với hai người không còn gì nữa, chia tay luôn. Mà có nhấn chú không để có công chuyển qua đi làm tự do, xong rồi chị cũng bị tai nạn, nhưng mà hên là cũng có sao, xong rồi cái chị mới xin vô công ty làm giờ. Rồi cái 2 năm sau á, 2 năm sau cái quen cỡ chừng 6-7 tháng thôi à. Nhưng mà chị thấy anh bắt cá nhưng mà ngày nhỏ đó không có đi đến đâu hết á, nên là chia tay. Và chị giống như là chị bị mất lòng tin vào tình yêu luôn á, nên là cũng 2-3 năm rồi đó, 2-3 năm nữa chị vẫn không mở lòng. Hay là ba bạn sẽ có điều bất gì đi được không? Thế thì tại sao mà cái thời điểm này thì chị lại là muốn tham gia bạn muốn hẹn hò? À, tại vì á, cái chương trình này á là lúc mà chị chia tay người yêu trước đó là 2016 á, là ba mẹ chị lúc trước đó là chị rất là thích chương trình nha, chị lúc nào cũng xem theo dõi các tập hết á, rồi cái ba mẹ chị kêu là con đăng ký chương trình đi. Giống như chị cũng sợ là thời gian rất là lâu á, rồi mình nghĩ là ở ngoài thì mình còn tìm người không phù hợp với mình cũng còn như vậy thì làm sao lên chương trình á. Rồi chị không có đăng ký, rồi cũng tình cờ là mấy đứa em trong công ty nó chứ thấy chị lên chương trình là tốt hơn, tại vì bây giờ ở ngoài lý lịch của mấy bạn á không có tốt, tại vì chị chứng kiến nhiều rồi, giống như là trong chương trình của mình á thì lý lịch bản thân nè, tập thân á, chứng nhận đồ có xác minh đồ rõ ràng, nhưng mà đối với ở ngoài bên ngoài thì cũng có, trong đó cũng có những người tốt người xấu, nhưng mà đa số mình thấy là những cái thành phần mà giống như không thành phần nhiều hơn á, nên là chị mới đăng ký tham gia chương trình và cũng có cơ hội mà cũng hợp, chị thấy cái hợp là chương trình chỉ là tạo ra những cái mà điểm tương đồng cũng cảm thấy hợp thì coi như là một cái duyên đi. Còn không thì mình cũng nghĩ là một sân chơi thì rất là bổ ích cho bản thân. Dạ vâng, chị đang muốn hỏi chị một chút xíu về cái mẫu người mà chị mong muốn chương trình tìm cho mình á. Chị có những cái tiêu chí như thế nào ạ? Chị muốn là cái người đó là độc thân, rồi đàng hoàng, giống như là quan tâm đến gia đình đó, rồi sống tình cảm, rồi giống như là đối nhân xử thế được với tất cả mọi người á. Dạ vâng, về ngoại hình chị có yêu cầu như nào? Chị có không thích một cái điểm gì đó của người đàn ông mình không? Chị không thích là nói chung là chỉ cần cao 1m65 trở lên là được rồi. Nói chung là chị không thích khủng bự, với lại không thích đầu hói.
là không thích bụng bự, không thích đầu hói này. Tuổi tác thì sao chị? Công việc sao? À, có công việc ổn định là được rồi. Tuổi tác thì lớn hơn chị 2 tuổi trở lên, 2-4 tuổi trở lên thì đều được. Dạ vâng, còn về cái khoảng cách địa lý vùng miền thì sao ạ? Chàng trai đó ở đâu? Tại vì chị thích là bạn đó cho dù là giống như là người ở miền ngoài đi, nhưng mà sinh sống và làm việc ở trong thành phố Hồ Chí Minh và lập nghiệp ở trong này, chứ tại vì chị cũng không có thích là xa gia đình nhiều á. Giống như bạn chắc thì cũng phải mà cỡ 50-70 cây hơn, cỡ 50-70 cây cỡ đó vô cao mấy cái trong nói là nó về thì diện sờ, mà trong khi cái vòi ốc thì rất là dài. Dạ, ok dài lắm. Em chỉ muốn hỏi chị là chị có không thích cái tính cách nào của người đàn ông không? Chị không có thích cái tính mà gia trưởng của em, giống như là gia trưởng với lại bảo thủ á, giống như là cái tính đó thì chị không có thích. Mà đa số phụ nữ thì không ai đi như này, có ai ông như vậy đó. Dạ, em cảm ơn chị Đỗ Trang ngày hôm nay biên tập trao đổi trước với chị một số những cái thông tin để mà làm quen thôi. Xong rồi nếu mà chị được chọn vào cái vòng ghi hình á thì sẽ có một cái bạn sẽ làm nội dung rõ ràng hơn với chị nhá. Cảm ơn chị. Dạ chị ơi, mình phỏng vấn xong rồi mình bấm nút đỏ rồi cuộc gọi giúp em nha. Em cảm ơn ạ. Rồi, chị cảm ơn chương trình, chị cảm ơn tụi em ạ. Dạ. Xong rồi anh cắt xong rồi anh ta cũng không đau hết rồi. Sao quá, em nói cắt đó. Một là em